Xin chào tất cả các bạn nha. Cách đây ít tiếng mình có cái video hướng dẫn các bạn claim 2000 tốc cần INO, thì bạn nào đã có làm dự án này thì vào điền form để tôi cần để phân phối nghe tất cả các bạn. Thì các bạn lấy cái phần link mô tả chứ video mình, các bạn mở cái link form ra các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn submit, thì các bạn điền địa chỉ INO trên Solana này các bạn. Thì các bạn trở về một cái địa chỉ solet.io của Solana các bạn. Solet, địa chỉ solet.io của bạn đăng nhập vào tài khoản của tất cả các bạn nha các bạn. Sau khi đăng nhập xong thì bạn bấm vào mua một mũi tên này các bạn. Các bạn bấm mục nhận này các bạn, mục reset nè. Thì các bạn copy địa chỉ Solana của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt đắp lỡ cái link form này các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Thì sau này con token này nó về mình sẽ hướng dẫn các bạn app manage của nó sao các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại một cái link tờ Twitter. And Twitter hotspot. Phải các bạn đếm coi nó gửi cái gì các bạn. Rồi cái dòng này thì tiếp tục thì các bạn gửi lại cái link tờ Twitter. Trước kia các bạn đã tờ Twitter nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của các bạn gửi lại nha các bạn. Rồi tất cả các bạn nhấp vào ba giờ bên cùng nè, bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi tất cả các bạn tìm lại cái bài trước kia các bạn đã tờ quýt nha tất cả các bạn. Bài này nè các bạn, I am so tờ Twitter claim nè. Các bạn sẽ chép liên kết lên các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Bạn nhấn vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại địa chỉ username tại Twitter của tất cả các bạn đã follow trên dự án của nó các bạn. Tiếp tục thì các bạn join sao Discord, điền lại username Discord nó nè. Các bạn join sao các bạn. Trên Discord thì các bạn chỉ chấp nhận lời mời các bạn. Thì dự án này mình không biết giá trị bao nhiêu với tất cả các bạn. Thì các bạn cứ làm thôi các bạn. Đôi khi airdrop rồi sau khi các bạn join vào xong thì các bạn bấm nút bỏ nữa các bạn. Các bạn nhấp vào bay gặp bên cùng nữa các bạn. Tài khoản này dự án của nó. Bạn không có quyền gửi thông tin bên này. Các bạn nhấp vào bay gặp bên cùng nè. Các bạn khớp nhấp vào trang avatar của mình nè. Các bạn khớp bi username của mình chỗ này nè các bạn. À, cộng Quỳnh Văn Anh thăng 6160 nghe các bạn. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn copy username Discord mình xong thì các bạn bắt đầu là dán vào link form lại các bạn chỗ này nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền cái mã ghép là cái địa chỉ với Solana của mình với phần link mô tả với video các bạn. Rồi bạn dán vào đây các bạn bấm gửi là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút con token INO đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.